Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. WHO xác nhận đậu mùa khỉ đã lan ra 42 quốc gia. Đáng chú ý, thông tin mới vụ 9 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines bị bắt giữ, thẩm vấn tại Úc. Hà Nam, dân phản ánh Ủy ban Nhân dân phường đóng cửa trong ngày làm việc để đi du lịch. Lãnh đạo phường phủ nhận nói rằng đi học hỏi, tham quan phát triển đô thị. Gia Lai, hàng nghìn cây thông chết đứng vì bị di rời để huyện làm dự án sân golf cho tập đoàn FLC. WTO miễn trừ bản quyền vaccine COVID-19 trong 5 năm. Dư luận quốc tế đặt câu hỏi, khi mà vaccine đã dư thừa hàng tỷ liều trên khắp thế giới, một bộ phận người dân không chịu tiêm thì miễn trừ bản quyền vào thời điểm này mang lại ý nghĩa gì? Và sau đây là nội dung đầu tiên. Gia Lai, hàng nghìn cây thông chết đứng vì bị di rời để huyện làm dự án sân golf cho tập đoàn FLC. Thưa quý vị, hơn 2.000 cây thông ở huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai được doanh nghiệp di rời phục vụ thi công tổ hợp sân golf đang bị dần rụng lá, vàng úa, lụi tàn. Rừng thông huyện Đắk Đoa, rộng khoảng 500 hectare, trồng từ năm 1976, được xem là lá phổi của huyện. Đến tháng 4 năm 2021, dự án sân golf Đắk Đoa được phê duyệt do công ty cổ phần tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, quy mô hơn 174 ha. Để thực hiện dự án, hơn 156 ha rừng phải chuyển đổi mục đích. Theo báo cáo kiểm tra của Kiểm lâm huyện Đắk Đoa, đến nay FLC đã di rời hơn 2.500 cây và đã bó gốc hơn 2.100 cây. Hiện số cây đã di rời là cây chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, chưa có dấu hiệu phục hồi và khả năng chết rất cao. Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Gia Lai, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Đoa đã làm việc với tập đoàn FLC. Sở và chính quyền địa phương đề nghị FLC tạm dừng thi công dự án, thuê chuyên gia đánh giá lại quá trình di rời. Về vấn đề này, đại diện công ty FLC nói, cây được di rời theo đúng quy trình và kỹ thuật. Hiện dự án đã tạm dừng, đơn vị vẫn đảm bảo công tác chăm sóc số cây thông trong khu vực phát triển dự án. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Hà Nam, dân phản ánh Ủy ban Nhân dân phường đóng cửa trong ngày làm việc để đi du lịch. Lãnh đạo phường phủ nhận nói rằng đi học hỏi, tham quan phát triển đô thị. Thưa quý vị, liên quan đến sự việc người dân phản ánh việc họ đến Ủy ban Nhân dân phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để xin thủ tục giấy tờ nhưng không được vì tất cả lãnh đạo cán bộ phường này đều đã đi du lịch, không có mặt tại trụ sở. Phía Ủy ban Nhân dân phường Lam Hạ đã có thông tin. Cụ thể, vào sáng ngày 18 tháng 6, ông Bùi Văn Tuấn, bí thư phường Lam Hạ cho biết, vào đầu giờ chiều ngày 17 tháng 6, một số lãnh đạo cán bộ đoàn thể của phường đã xuất phát đi Quảng Ninh theo kế hoạch để học hỏi, tham quan công tác phát triển đô thị mới chứ không phải là đi du lịch. Phường có chủ quan và sơ suất trong việc không thông báo rõ ràng với bảo vệ để khi người dân đến làm việc, bảo vệ nói các cán bộ lãnh đạo đi du lịch. Về việc công dân phản ánh cả ngày 17 tháng 6 ra phường nhưng không thấy có người trực, ông Tuấn giải thích thêm. Hôm qua bộ phận một cửa vẫn làm việc bình thường, tuy nhiên do công an phường Lam Hạ có làm đính chính căn cước công dân nên bộ phận một cửa sang hỗ trợ nên người dân không biết. Liên quan tới vụ việc người dân phản ánh, phòng nội vụ, Ủy ban Nhân dân thành phố Phủ Lý đã đến làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Lam Hạ để điều tra làm rõ. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Đáng chú ý, thông tin mới vụ 9 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines bị bắt giữ, thẩm vấn tại Úc. Thưa quý vị, trước đó hãng tin 7 News của Úc đăng tải việc 9 tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét được phối hợp thực hiện bởi lực lượng biên giới và cảnh sát Úc. Nhóm tiếp viên bị cáo buộc rửa tiền. Số tiền 60.000 đô la Úc đã chia nhỏ và cất giấu trong hành lý. Hãng tin này cũng đăng tải hình ảnh được cho là tang vật của vụ việc, gồm có tiền và nhiều hộ chiếu mang quốc huy Việt Nam, đang bị lực lượng chức năng thu giữ. Những tiếp viên này sau đó được xác định là của hãng Vietnam Airlines. Hiện việc mang tiền mặt là ngoại tệ qua đường hàng không được quy định mức tối đa không quá 10.000 đô la một người. Vì vậy, nhà chức trách Việt Nam nhận định khả năng nhóm tiếp viên bị thẩm vấn do số tiền bị phát hiện mang theo trong hành lý tổng cộng là 60.000 đô la, trong đó có thể có người mang hơn 10.000 đô la, vượt quá mức quy định. Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 18 tháng 6, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho hay, ngay khi tiếp nhận thông tin, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Vietnam Airlines báo cáo, muộn nhất đầu tuần tới hãng phải gửi văn bản. Ông Thắng thông tin, bước đầu xác minh sự việc diễn ra từ ngày 23 tháng 5 tại sân bay Melbourne của Úc. Tổ bay của Vietnam Airlines bị lực lượng chức năng thẩm vấn, trong đó 8 người sau khi thẩm vấn nhanh đã lên chuyến bay về Việt Nam. Một người bị giữ lại đến 18 giờ cùng ngày và về nước trên chuyến bay sáng hôm sau. Cũng theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam,
Hiện tại cục chưa nhận được thông báo từ phía nhà chức trách Úc. Ông Thắng đánh giá, tôi cho rằng đây là hoạt động kiểm tra, kiểm soát bình thường qua đường hàng không. Khi thấy có dấu hiệu nghi ngờ, cơ quan chức năng sẽ thực hiện thẩm vấn hành khách, thành viên tổ bay. Nếu có vấn đề gì nghiêm trọng, thì phía nhà chức trách Úc đã gửi thông báo tới cơ quan chức năng Việt Nam. Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết, chúng tôi đã làm việc với cơ quan chức năng Úc về sự việc và hiện chưa có thông tin chính thức. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. WHO xác nhận đậu mùa khỉ đã lan ra 42 quốc gia. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết họ đã nhận được báo cáo về hàng nghìn ca đậu mùa khỉ. Theo báo cáo mới nhất đăng trên trang web của WHO, từ đầu năm đến nay đã có 42 quốc gia tại các khu vực châu Mỹ, châu Phi, châu Âu, Đông Địa Trung Hải và Tây Thái Bình Dương ghi nhận các ca mắc đậu mùa khỉ. Trong khi các cuộc điều tra dịch tễ đang diễn ra, WHO cho biết sự bùng phát đậu mùa khỉ chủ yếu liên quan đến việc đi lại ở các quốc gia tại châu Âu và Bắc Mỹ hoặc các quốc gia khác hơn là những nước ở châu Phi, nơi mà đậu mùa khỉ được coi là bệnh đặc hữu. Theo WHO, việc xác nhận một ca mắc đậu mùa khỉ tại một quốc gia sẽ được xem là một ổ dịch. Sự xuất hiện bất ngờ của đậu mùa khỉ tại nhiều khu vực mà trước đây chưa từng ghi nhận ca bệnh cho thấy đậu mùa khỉ đã âm thầm lây lan trong một thời gian dài. WHO đánh giá nguy cơ đậu mùa khỉ ở cấp độ toàn cầu ở mức vừa phải, vì đây là lần đầu tiên nhiều ca bệnh và cụm bệnh được báo cáo tại nhiều quốc gia ở nhiều khu vực địa lý khác nhau, song tỷ lệ không qua khỏi vẫn ở mức thấp. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. WTO miễn trừ bản quyền vaccine COVID-19 trong 5 năm. Dư luận quốc tế đặt câu hỏi, khi mà vaccine đã dư thừa hàng tỷ liều trên khắp thế giới, một bộ phận người dân không chịu tiêm thì miễn trừ bản quyền vào thời điểm này mang lại ý nghĩa gì? Thưa quý vị, 164 thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hôm 17 tháng 6 đã nhất trí thông qua thỏa thuận tạm thời miễn trừ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19. Thỏa thuận tạo điều kiện cho các nước đang phát triển sản xuất vaccine trong thời gian 5 năm mà không cần xin phép bên nắm giữ bản quyền. Các cuộc đàm phán của WTO bắt đầu hôm 12 tháng 6 tại trụ sở của tổ chức ở Geneva, Thụy Sĩ và dự kiến kết thúc vào ngày 15 tháng 6. Tuy nhiên, 164 thành viên của tổ chức đã đàm phán liên tục và chỉ đi đến thỏa thuận sau các cuộc thảo luận xuyên đêm đến ngày 17 tháng 6. Theo nhóm nghiên cứu của WHO, gần 14 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được sản xuất trên toàn thế giới tính đến giữa tháng 6. Khi nguồn cung tăng vọt, một số nhà sản xuất vaccine như là Viện Huyết Thanh Ấn Độ đã ngừng sản xuất vì nhu cầu giảm. Tuy nhiên, nhiều nước đang phát triển vẫn tụt hậu so với phần còn lại của thế giới về tỷ lệ tiêm chủng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong khi 60% dân số thế giới đã tiêm 2 liều vaccine COVID-19, con số này ở Libya, Nigeria và Cameroon lần lượt chỉ là 17, 8 và 5%. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!